Vừa qua, một người đàn ông phải phẫu thuật các cậu nhỏ của mình sau khi bị nhiễm trùng máu và đã trở thành người đầu tiên trên thế giới có dương vật thay thế được lắp ngay trên cánh tay. Malcolm McDonald, 45 tuổi, đã phải trải qua một ca phẫu thuật nặng nề khi anh phát hiện mình bị nhiễm trùng huyết. Căn bệnh quê ác biến ngón tay, ngón chân và dương vật của anh thành màu đen. Vào năm 2014, cái ấy của Malcolm đã không thể chịu nổi và rụng xuống đất. Kể từ đó, lúc nào Malcolm cũng rơi vào tình trạng thiếu tự tin và xa lánh mọi người. Biết được nỗi khô tâm đó, các chuyên gia tại bệnh viện địa phương đã giới thiệu mất khom tới chỗ giáo sư David Brown, mời chuyên gia dương vật học tại Bệnh viện Đại học London. Giáo sư Brown đã gặp và giải thích quy trình ghép dương vật vào cánh tay. Toàn bộ quá trình có thể kéo dài tới 2 năm, nhưng mất khom hoàn toàn đồng ý. Chia sẻ với báo chí, nhân vật chính cho biết anh không cảm thấy lo lắng về chuyện tình dục vì đã có gia đình và hai con. Sau đó, các chuyên gia đã hội chẩn và quyết định sẽ cắt phần da tay trái, rồi dùng nó để tạo thành dương vật mới trên tay phải của mất khom. Với các mạch máu và dây thần kinh riêng, các bác sĩ phải phẫu thuật đã tạo ra một niệu đạo và lắp đặt hai ống bơm hơi bằng bơm tay cho phép anh ta có được sự cương cứng cơ học. Được biết Monkham háo hức và vui thích nổi anh đã đặt tên cho cậu em mới của mình là Jimmy, nên đi học thế giới quả thật rất kỳ diệu phải không nào, trải qua rất nhiều đau đớn, hy vọng cơ thể mới sẽ khiến anh có thể vui vẻ tự tin trở lại với cuộc sống hơn nhé.